Hoa Ba Trồng xin chào mọi người, một ngày mới bình an và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Hoa Ba Trồng lên á, thì phát hiện cái cây này nó lại thúi cái kiểu này các bạn. Nó không thúi từ trên đọt nó thúi xuống, mà nó không thúi từ dưới củ nó thúi lên, mà nó thúi từ cái thân. Mà mình không biết là cái này là nó do thúi hay là do cái con gì nó chích thì mình không biết. Nhưng mà mình phát hiện sớm thì may ra mình cứu kịp các bạn. Đây là một cái dạng thúi nó kỳ cục. Nó không thúi từ dưới cái củ, mà nó cũng không thúi từ trên đọt, mà nó thúi từ đây. Bây giờ mình sẽ cào nó ra cho các bạn coi để mình chữa cho nó. Đây mà nó thúi rất là nhanh nha các bạn. Các bạn chỉ cần để 2 ngày thôi là sẽ thúi xong cái cây này các bạn luôn. Đó, cho nên là mai là mình lên là mình thấy phát hiện là kịp nè. Nè. Đó, các bạn thấy nè. Thấy chưa? Nó thúi trong thân nó thúi ra luôn, mình cũng không biết là nó thúi kiểu gì. Mà ở nè, dưới này thì nó ấy nè. Đó các bạn thấy đó. Thì các bạn phát hiện sớm thì cứu nó tới đâu thì hay tới đó thôi. Cái cây này nó đang xanh đang tốt nha các bạn, mà mình không hiểu nó là như thế nào đó. Các bạn coi đó, kỳ cục quá, không hiểu luôn, mà mình cũng không hiểu nó là nó thúi kiểu gì luôn, kỳ cục quá, bực ghê là bực luôn á. Ngày hôm qua thì mình đi công chuyện, đi Vũng Tàu về thì hôm qua thì mình không có lên mình coi được, mà ngày hôm kia thì mình vẫn coi bình thường, mình thấy nó đâu có hiện tượng gì đâu các bạn. Đó, các bạn thấy đó, ghê không? Mới có một ngày thôi nha các bạn nha. Nếu mà các bạn không coi kịp là nó sẽ hư cái cây các bạn luôn, chứ không phải giỡn đâu. Đó, các bạn coi đó. Bây giờ á, mình nói với các bạn để nguyên nhà nè, rồi bắt đầu mình bóc hết cái chỗ thúi đó ra đi các bạn nha, rồi mình sẽ trị cho nó, chứ bây giờ biết sao bây giờ. Nó như con mình mà sốt nóng phát ban một răng đó, chập chững đi cũng tước cũng sốt, bây giờ biết sao. Nó có mà nó thúi cực kỳ nhanh nha các bạn, nó thúi cực kỳ nhanh luôn á. Nếu các bạn phát hiện không kịp là xong, 2 ngày nữa là xong cái cây này, chứ không có ấy đâu. Nó kỳ cục, nó thúi từ trên gốc nó thúi xuống, hoặc là nó thúi từ ở dưới rễ nó thúi lên, từ trên đọt nó thúi xuống, hoặc từ dưới rễ nó thúi lên. Đằng này nó thúi từ cái này các bạn. Đó, các bạn xem coi, nó thúi kiểu gì mình cũng không biết nó thúi kiểu gì luôn, mà tự nhiên chứ đâu ai làm gì nó đâu. Đó, các bạn thấy không? Cái cuộc chơi xứ là nó mệt mỏi lắm. Đó, các bạn thấy nè, các bạn khoét hết cho mình nha, rồi mình bôi măng cô dép vô, mà nó ăn cực kỳ lẹ nha các bạn, nó ăn lẹ lắm. Nó các bạn mà không ấy kịp là nó ăn hết cái cây các bạn luôn, mà nó ăn trong chỉ cần một đêm thôi nha các bạn, là nó ăn cực kỳ lẹ luôn á. Mình cũng không biết nó ăn cái kiểu gì. Nó các bạn mà không ấy kịp là nó sẽ ăn hết cái cây này của các bạn luôn, chứ không có còn đâu. Nên mình phát hiện sớm mà mình chữa cho nó thôi. Bây giờ biết sao. Còn ai mà nó ăn qua cái củ này luôn nè các bạn. Ghê không? Các bạn thấy ghê không? Ghê không? Đúng các bạn. Mình bó tay nó luôn. Thấy ghê không các bạn? Ăn hết vậy đó. Bạn thấy ghê không? Ghê không các bạn? Đó, các bạn nói là, thì nói chung là mình cũng biết là trời mưa, nó ẩm ướt, thì vi khuẩn nó tấn công dữ lắm.
Nhưng mà mình nghĩ một là nó thúi từ trên đọt nó thúi xuống, hai là nó thúi từ dưới cũ nó thúi lên. Chứ ai mà nghĩ nó thúi như thế này các bạn. Mình cũng bó tay nó luôn. Thúi gì, thúi từ giữa thân rồi có thúi vậy. Mình sáng nay mình lên cái mình thấy tự nhiên cái là cái gì mà không biết là cái này là nó do cái con gì nó chích hay là sao, mình cũng chưa có thấy nó thúi cái kiểu này bao giờ. Cây đang xanh đang tốt vậy, kỳ cục, không hiểu nổi. Nhận thấy rồi, kỳ cục không? Mà bây giờ mình sẽ gọt hết nha các bạn. Các bạn gọt hết cái chỗ đen ra cho nó luôn nha, đừng có nhổ ra làm chi. Thua, mình không hiểu nổi luôn. Người ta dày rồi là tự nhiên đi thui hết dày rồi, chịu nổi không? Bây giờ mình gọt rồi cái là mình quậy mang cái dép mình trét vô cho nó các bạn. Bây giờ không biết sao bây giờ. Rồi bây giờ mình bên này chưa thấy thúi các bạn. Giờ quậy mang cái dép nha các bạn. Mình là trét vô cho nó. Bây giờ không biết sao bây giờ. Các bạn lấy một cái ca nha. Bạn lấy một cái ca như thế này. Thì các bạn đổ mang cái dép vô, đổ đặt nha các bạn. Đặt xong rồi mình trét, đặt như hồ với mình trét lên cho nó. Cứ còn mai mà. Giờ biết sao giờ. Trét lên là còn như mình đổi gốc cho nó nha. Trét lên cho nó các bạn. Buồn ghê là buồn. Buồn bực gì đâu. Lạ đời. Ta thúi từ trên đọt ta thúi xuống, hoặc là nó thúi từ dưới rễ nó thúi lên, thúi tự nhiên giữa cái thân cái cũ. Cái thân chứ không phải là cái cũ nha các bạn. Thúi giữa cái thân. Mình cũng không hiểu nổi luôn. Các bạn quậy quậy đặt như này, các bạn trét nó lên nha. Trét cầu may thôi mà. Cứu được tới đâu mình cứu chứ giờ biết sao bây giờ các bạn. À, đây là cái loại thuốc nhiều bạn nói anh ơi anh làm anh đeo bao tay đồ vô, mà thôi mình làm theo kiểu nông dân làm cho nó lẹ. Đeo bao tay đồ vô nó rườm rà nó phức tạp, xuống rồi mình rửa tay chứ giờ biết sao giờ. Tét khách vô vậy rồi mình giữ cầu mai nó thôi, rồi không biết làm sao. Chết rồi, sống nó sống chứ bây giờ các bạn biểu mình làm sao. Mình thì không biết nhưng mà mình mấy cái cây kia nó cũng bị vậy, mình cũng trát bằng cái dép thì nó sống. Cây này mà các bạn biết cái cây này mình trồng 5 6 năm rồi đó, chứ đâu phải nó mới đâu các bạn, già lắm rồi luôn á.
Thúi mai lên coi thì nó thúi tới đầu trét nữa. Bây giờ biết sao giờ. Các bạn thấy nó kỳ cục à. Không hiểu nổi. Nó lây dữ lắm nha các bạn. Quỷ này nè. Một ngày một đêm mà các bạn không coi là nó ăn hết cái cây này luôn á. Lẹ cực kỳ. Chứ không phải dễ đâu. Một ngày một đêm rồi nó làm hết cái cây này luôn á. Nó ăn lẹ lắm. Mình trét hết toàn thân vậy. Thì được cái thằng này nè, nó không có nóng các bạn. Nó không có nóng nha. À, nó hay vậy đó. Đang hoa mình trị cũng được. Đang ra cây co ra thực non mình trị cũng được nha các bạn. Nó không có nóng. Nó thì còn lại bao nhiêu mình tưới trong góc vậy đó. Trời mày thôi. Bồ ghê. Các bạn chăm chơi đi rồi mới biết được cái cảnh cực khổ. Mệt lắm. Nó muốn thúi là nó thúi, nó muốn không là nó không. Không ai mà làm được cái gì nó. Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ trét như thế này. Rồi mình cũng phải lên mình coi chừng chừng nha các bạn, chứ không phải là yên với nó đâu nha. Mình coi chừng chừng nó, các bạn thông cảm nha. Tại vì cái cây này nó bị như thế này thì mình không có thể đeo bô tai bô tiết gì được. Các bạn cứ nói ở nơi thuốc nó độc lắm thì biết là nó độc, nhưng mà bây giờ mình làm theo kiểu nông dân này mình cứu nó thôi, chứ giờ đeo bô tai rồi vô rồi trét rồi ấy rồi phiền phức quá. Cho nên mình làm như thế này các bạn thông cảm. Cũng giống như mình đứa con mình nó bệnh cái mình rối ôm đi nhà thương thôi, chứ đâu đó mà để lấy ô mưa ô ấm. Mình trét nó vậy thôi đó. Thì rồi các bạn chơi thì các bạn sẽ gặp những cái trường hợp như thế này, không phải thúi từ trên đọt đó, không phải thúi từ trên đọt đâu nha các bạn, mà cũng không phải thúi từ dưới củ luôn, củ rất là cứng đó. Nhưng mà nó thúi giữa thân mà mình không biết con gì đục hay là này cái nọ đó. Cho nên là những cái củ mà nó lớn lớn như thế này nè, cũng hết sức là cẩn thận, mình cũng chả biết đâu lần. Nên cứ là coi chừng hoài á, thúi đâu mình xử lý đó. Chứ giờ biết sao, mùa mưa mà, không có nói trước được đâu các bạn. Nó muốn thúi là nó thúi thôi, vô chừng vô đổi, vô phương cứu chữa luôn. Nên các bạn thấy những cái củ này nó đang mạnh khỏe thế này ai mà biết được. Cái cây mình cứ thấy cái cây này cũng bình thường, đâu có ai biết được. Sáng ra tự nhiên lên mà mai sau mình phát hiện cụp nó thúi thì mình là chữa cho nó thôi nha. Buổi sáng mình mình cũng làm tí xíu video để mình chia sẻ về cái cách thúi của những cái cây cây sứ vào mùa mưa. Thì các bạn cố gắng chăm sóc, ngày nào cũng lên so mối chăm sóc coi kỹ cho nó bệnh đâu thúi đó thì may ra cứu được. Chứ cây này mình để chừng 2 ngày nữa thì hết cứu nha các bạn. Ở buổi sáng mình chúc một ngày mới các bạn mạnh khỏe, vui tươi, làm việc hiệu quả, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người.